chào các bạn. Ở đây là A1 Speaker, một chiếc loa khuếch đại âm thanh dành cho điện thoại di động. Nó được làm bằng gỗ nguyên khối, không sử dụng thiết bị điện, mà sẽ dẫn âm thanh trực tiếp từ loa ngoài của điện thoại di động đi vào bên trong cái lồng loa và phát ra bên ngoài tới tai chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn về cái phương thức hoạt động cũng như là cái cấu tạo của nó cho các bạn. Với cái giá 280.000, và ngoài vai trò là một cái chiếc loa để phát nhạc hoặc là loa thoại cho điện thoại di động ra, thì chúng ta còn có thể sử dụng nó như là một cái vật trang trí ở trong phòng khách, cũng như là có thể là một cái đốc để điện thoại di động rất là đẹp. Cắm cái điện thoại với cái loa ở dưới cạnh đáy của điện thoại như thế này vào trong cái khe ở đây, thì cái âm thanh từ ở trong, từ loa ngoài của điện thoại di động nó sẽ được dẫn xuống ở trong cái lồng loa bên này và nó sẽ phát ra bên ngoài đó. Thì nó cho một cái hiệu ứng âm thanh nó được tập trung hơn và có thể là sẽ được tăng cường cái mức âm lượng lên. Thì sở dĩ nó làm được chuyện đó là tại vì ở cái mặt bên trong này đã được làm theo dạng loa rộng ra bên ngoài nhưng mà theo từng nấc, không có phải là khoét rộng dần ra. Chính vì vậy cho nên là mình nghĩ là nếu mà nó được khoét rộng dần ra thì có thể là sẽ cho cái hiệu ứng âm thanh nó có thể là tốt hơn. Như mình nói lúc nãy thì ngoài chức năng là để nghe nhạc, để phát nhạc ra, thì cái chiếc loa này chúng ta còn có thể nghe và nhận cuộc gọi. Thì bây giờ mình sẽ thử cái chức năng đó cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ thử gọi cho một người. Đây, giờ mình mở cái loa ngoài lên để coi cái âm thanh nó như thế nào. Đó. Thì các bạn thấy là cái tiếng đổ chuông nó đã tập trung và nó lớn hơn bình thường. Gì em? Alo, anh Trung có thể nói một vài câu để thử cái loa không anh? Nói vài câu để thử chất lượng hả? Dạ. Rồi, bây giờ mình đang nói đó, mặc dù mình không biết mình nói gì, và bây giờ mình cũng không biết nói cái gì luôn. Ủa mà mình đang nói cái gì? Thì ok. Mình sẽ nói cái gì? Ok, xin cảm ơn anh Trung, chất lượng rất là tốt. Thì các bạn có thể thấy chất lượng đàm thoại khi mà mình để cái loa này, nó là một cái đốc, thì ai gọi tới nữa thì mình sẽ nhấn cái nút gọi và nói chuyện trực tiếp luôn, khá là vui vẻ và cũng khá là hữu ích. Đó là tất cả những gì mà loa A1 Speaker này, một chiếc loa bằng gỗ nguyên khối giá 280.000 đồng có thể làm được cho chúng ta. Chúng ta có một cái chiếc loa bằng thông New Zealand khá là nhẹ, rất là nhẹ, nó được hoàn thiện tương đối là tốt. Duy chỉ có một phần mình chưa hài lòng lắm, lỗ khoét để dẫn âm thanh từ phía trên xuống như thế này được cắt những cái sớ gỗ và nó vẫn còn thừa ra. Nó chưa có được hoàn hảo về mặt thẩm mỹ lắm, nhưng mà hy vọng là những cái phiên bản sau sẽ được khắc phục ở cái điểm này để chiếc loa trở nên đẹp và hiện đại hơn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.